tôi sẽ đến lắp đặt ở nhà khách hàng ở chung cư có trần thịt và có sẵn móc treo. Thì các bạn kỹ thuật viên sẽ sắp xếp cái thứ tự dụng cụ như sau để tránh nhầm lẫn cái việc lắp đặt. Thứ nhất là bầu quạt, thứ hai là cái ốp để che ti quạt, đến thứ ba sẽ là cái ốp trên, thứ tư là ti, sẽ là đèn led. Em đẩy cái này ở đây cho anh. Đấy, thứ sáu sẽ là đèn led. Khi các bạn để theo thứ tự này thì các bạn lắp sẽ không bị lẫn. Sẽ không phải tháo ra lắp vào nhiều lần mà chỉ lắp một lần theo đúng thứ tự, lần lượt từ trái sang phải là các bạn có thể hoàn thành xong cái việc lắp đặt rất là đơn giản. Đầu tiên với cái nhà mà có móc treo này thì các bạn phải lắp cái ti treo quạt trần lên trước. Đó chính là cái bộ phận này, các bạn lắp sẵn cái ti treo lên. Lắp ti treo lên trước rồi tiến hành bắt đầu lắp quạt. Lắp đặt thì bao gồm là tua rô vít và kìm và khoan nếu phải khoan. Trong mỗi cái quạt thì chúng tôi đều có để sẵn một cái phiếu khảo sát cái độ hài lòng của khách hàng sau khi lắp đặt và một đôi găng tay. Thì các bạn lưu ý là khi mà lắp đặt bắt buộc các bạn phải đi găng tay để tránh để lại vết ở trên sản phẩm. Sau đây thì là chúng tôi sẽ tiến hành cái quá trình bắt đầu. Các bạn đi găng tay này. Các bạn dùng cái giá đỡ chuyên dụng. Đầu tiên thì các bạn sẽ đặt cái bầu quạt lên cái giá đỡ chuyên dụng. Cái giá đỡ chuyên dụng này của chúng tôi đã thiết kế để vừa khít cái phần bầu quạt rất là chắc chắn, không có thể rơi được. Sau đó các bạn tiến hành tháo cái vít an toàn ở cáp lụa để các bạn có thể lồng dây qua. Rồi, đầu tiên các bạn sẽ lồng cái chụp của cái ti trước. Lồng cái chụp ti dưới trước. Các bạn cứ lần lượt. Cái hình của cái móc treo thì mình đã chụp rồi và thì nó sẽ show cho các bạn xem. Tiếp đến các bạn luồn dây vào ti. Lưu ý là ở cái ốp trục trên thì nó sẽ có một cái vít hãm, các bạn phải tháo cái vít hãm nó ra. Riêng với cái phần ti này thì các bạn phải lắp bằng cái móc treo thì các bạn chỉ dùng được cái ti dài. Cái ti dài này có độ dài là 25 phân. Tiếp đến các bạn tháo hai con ốc hãm ở phần cổ quạt.
Rồi. Tiếp đến các bạn tháo cái chốt ngang ở phần ti ngắn. Cái ti này mình sẽ bỏ, không dùng đến. Các bạn đút chốt ngang. Đó. Và tiến hành lắp cái hãm an toàn là chốt an toàn vào. Sau đó các bạn cố định phần trục bằng hai vít hãm. Siết chặt, siết mạnh, siết chặt luôn. Rồi. Sau khi đã lắp xong phần trục và các cái ốp trên, ốp dưới, các bạn tiến hành lật ngược cái quạt và để vào giá. Thì cái giá này chúng tôi đã thiết kế là vừa khít so với cái quạt để tạo sự chắc chắn khi các bạn thao tác. Các bạn tiến hành đến việc lắp cánh. Một cái túi vít lắp cánh thì thông thường thì sẽ có là 16 con ốc, mình sẽ có một con để sơ cua. Mỗi cánh là 3 con, 5 cánh là 15 con, nhưng mà nhà sản xuất đã cho chúng ta dư một con để sơ cua. Các bạn đặt cái chiều cánh cho nó đúng, là cái chiều gân là hướng lên trên. Gân cánh hướng lên trên. Mỗi cánh sẽ có 3 con ốc và các bạn tiến hành khi các bạn lắp ốc vào, các bạn tiến hành siết luôn từng cánh, siết chặt luôn từng cánh để tránh trường hợp là chúng ta bị quên. Không siết một con nào đó chặt. Lắp cánh nào siết chặt luôn cánh đấy. Các bạn lưu ý siết 3 con chặt luôn. Siết vừa tới tầm và nhớ không được quên lọc đen. Rồi, sau khi đã lắp xong 5 cánh thì chúng ta chuyển sang đấu đèn LED. Rồi, khi bắt đầu tiến hành lắp LED thì chúng ta phải tháo 3 con ốc ở tại cái thân quạt ra trước để chúng ta có thể lắp cái đèn LED vào. Đèn LED này thì nó sẽ có 3 cái cá. Chúng ta tháo hẳn 3 con vít ra. Sau đó mới đặt đèn LED vào. Đặt đèn LED vào lỗ. Xoay bên kia chứ. Cắm cái dây vào. Các bạn lưu ý là trước khi bắt vít thì các bạn phải cắm cái dây đèn LED vào trước. Sau đó các bạn phải cố định bằng vít. Thì cái bộ phận này sẽ là bộ phận không chuyển động. Các bạn phải cắm chặt luôn.
Rồi, ấn thật chặt, ấn thật chặt. Rồi, sau đó các bạn bắt đầu tiến hành là chúng ta xoay. Xoay để bắt vít. Bắt chặt ba con vít này, bắt chặt đúng luôn. Rồi, chúng ta đã hoàn thành cái việc lắp đặt cánh quạt và đèn LED. Cái trục quạt thì các bạn lên nắp sau. Sau khi các bạn treo lên thì các bạn sẽ tiến hành lắp nốt cái trục quạt vào. Trục của đèn LED vào. Đây là chúng tôi đã treo được cái quạt trần lên. Thì với cái quạt trần này thì lắp đặt rất là dễ. Chỉ có hai dây, một dây nóng và dây lạnh, một dây trung tính. Dây trung tính thì các bạn bỏ. Các bạn chỉ đấu hai dây lửa và dây mát. Các bạn lưu ý là bắt cái với những nhà người ta đã treo cái móc thì là các bạn bắt thẳng cái dây an toàn lên trên cái móc này và không cần phải khoan thêm. Với những cái nhà mà không có móc treo chôn ở trong tường thì các bạn bắt buộc phải khoan một cái móc an toàn ở bên cạnh và bắt cái dây an toàn này lên.